gửi về nha. Ở Kiên Hải Nam Du, Hồng Sơn, Hồng Sơn với Nam Du. Cái này là nuôi, cái này đánh bắt của ngư dân đánh bắt. Chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Kiên Giang Du Ký của Phụng. Trước mặt Phụng là Trung tâm Hỗ trợ Nông dân và Giáo dục Nghề tỉnh Kiên Giang. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên sản phẩm của nông dân làm ra cũng rất là khó tiêu thụ đó quý vị. Vì vậy, Trung tâm đã sử dụng địa điểm này để làm điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con. Mời quý vị vào trong mua hàng cùng Phụng nha. Chị xin quay phim xíu. Có dưa leo mà còn gì nữa, nấu canh không chị? Khoai. Chị lấy một cá gì nữa không chị? Chị nói có cá gì á? Tất cả là các chị em phụ nữ xuống dưa leo để tiêu thụ nông sản cho bà con. Con xin tiền ủng hộ bà con ơi. Sáng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối hả chị? Lúc nào cũng có chứ. Quay khoai môn, giờ khoai môn 20.000 một ký à. Khoai môn khổng lồ. Dạ. 1 ký 20.000. Là nhỏ này là 3 2 ký 30.000 nè, 15.000 một ký. Ai muốn ăn bự? Một anh tài xế và mấy chị phụ nữ xuống hàng, tất cả là hỗ trợ vận chuyển không đồng, bán hàng cũng không đồng luôn. Người bán hàng là không đồng chứ hàng hóa thì có giá. Cô điện là không có lấy tiền đâu, chỉ chở dùng lên không đó. Bỏ mấy chị mới đi ra mua được ba ký mà 20.000 chứ bình thường mấy chị đi ra chợ là ăn gì cá này. Sau đây mình sẽ đi qua gian hàng bán cá để khám phá như quý vị. Đây mình bán cá gì vậy? Cá lưỡi trâu, cá đuối, cá chài. Anh này chỉ có bán tôm, không có bán tép. Em bán tôm mà có tép đâu. Tôm biển ha. Tôm biển ha. Không, cái này tôm thẻ nuôi, còn tôm cá. Vậy hả? Ngày mình tiêu thụ được nhiêu ký tép vậy? Ký tôm? Cái này mới lấy đầu tiên thùng này đó. À, 200 ký. 200 ký. Cái 20 ký về bán đó. Nếu được rồi mua ủng hộ của Ngô Minh Thượng nó đang với An Minh rồi đó, tôm bỏ nhớ hả? Vậy cho em tôm nửa ký thôi. Rồi còn cá gì nữa? Mực trong mực gì nữa? Mực. Đóng. Đâu em con chứ? Mực tươi lắm. Tươi tươi mực đó không? Vậy không thì đấy, từ 120 với mực ống, mực lá. Giá 1 hả? Mực ống 180. Cái này mua hỗ trợ cho nông dân hả? Ờ đúng rồi nè. Cho em nửa ký này đi. Nửa ký luôn ha. Chế ơi, bọc này nửa ký là chết. Hồng Sơn với Nam Du. Cái này là nuôi, cái này đánh bắt của ngư dân đánh bắt. Ngày nào mình cũng bán hả? Dạ, ngày nào. Đây, cá này là sẵn nè. 80.000. Đó. Đây, cá này là cá hói. Đầy đủ 4-5 loại cá. Đó, đó nữa, cá này nè. Cá đuôi, cá lưỡi nè. Đuôi nè. Đuôi nè. Một ký nhiêu ha? Lấy từ giá cái 7 chục. 200 ngàn đi. Mình bán tới khi nào nữa nha? Em bán từ giờ bà con mà bán ổn không? Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Phụng. Rất mong quý vị hãy đến địa chỉ 213 Lê Hồng Phong, phường An Hòa để mua nông sản giúp nông dân nhé, hoặc điện thoại số 0913 788 101. Phụng xin kết thúc video ở đây. Rất mong quý vị hãy bình luận góp ý và bấm chia sẻ cho nhiều người cùng xem.
và đừng quên bấm đăng ký kênh Phụng Du Ký để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.